Vân xin thân ái kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Lâm Thúy Vân Show ở đài SBTN và SET. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay Lâm Thúy Vân muốn gửi đến quý vị là một cái chương trình rất đầy ý nghĩa. Theo Lâm Thúy Vân thấy, trước khi Lâm Thúy Vân nghĩ ra làm sao để có một cái chương trình này thì Lâm Thúy Vân lên mạng, Lâm Thúy Vân đã làm nhiều research và tìm hiểu rất là nhiều foundation. Thì một trong cái foundation mà Lâm Thúy Vân cảm thấy là Lâm Thúy Vân rất rất muốn ủng hộ là cái foundation Project Việt Nam. Kính thưa quý vị, đây là một nơi mà một nhóm bác sĩ với một trái tim rất là đẹp và lòng nhân ái, họ đi về Việt Nam và giúp cho trẻ em không có điều kiện. Những trẻ em này rất là đáng thương. Hôm nay cái chương trình này sẽ nói lên những cái việc mà những bác sĩ này đã làm trong suốt bao nhiêu năm qua. Thì hôm nay Lâm Thúy Vân rất là hãnh diện mời được một vị bác sĩ, cô Quỳnh Kiều. Em chào chị và em cảm ơn chị đã có mặt trong ngày hôm nay để tiếp cái cuộc phỏng vấn này. Trước hết là em thấy cái lòng của chị rất là đẹp, em ái mộ chị. Thì em xin chị có lời chào đến khán giả của đài SBTN và SET. Cảm ơn Thúy Vân. Tôi bác sĩ Quỳnh Kiều xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN. Chị, em xin phép chị cho em xin chị kêu chị bằng chị. Rất hân hạnh. Chị Kiều, em xin hỏi chị là chị thành lập cái Foundation Project Việt Nam này từ năm nào và lý do? Chúng tôi thành lập Foundation này năm 1996 và lý do chính là tại vì chúng tôi cảm thấy là các trẻ em ở Việt Nam đang bị rất là có cái nhu cầu rất là lớn để mà làm sao tăng cường sức khỏe của các em. Ví dụ như chúng tôi biết là ở vùng sâu vùng xa, các trẻ em không được hưởng một số những cái phẫu thuật mà ở bên Mỹ nó coi như là rất là căn bản, cũng như là một số những cái chăm sóc sức khỏe. Dành cho chúng tôi muốn là đem những cái nhóm, những cái ekip về y tế này để về phục vụ ở những cái vùng sâu vùng xa. Em xin phép chị cho em hỏi là trong cái trường hợp nào chị gặp một cái việc nào đó mà chị cảm thấy đã làm động lòng chị để chị, theo em biết là chị là một bác sĩ chuyên môn về trẻ em, thì em xin hỏi là một cái trường hợp nào mà động lòng chị mà để chị nghĩ ra là làm một cái việc thiện như thế? Thì thực sự ra đó, Thúy Vân, chúng tôi thì khi tôi sang bên Mỹ năm 1975, mà trước đó đó thì đã có cái ước vọng là mình phục vụ trẻ em. Chị sang, em xin lỗi là chị sang Mỹ bằng cách nào chị? Tôi đi bằng máy bay vào cái ngày cuối cùng. Ở cái phần phi trường của Mỹ đó. Là cũng là được may mắn hơn là nhiều người. Thành ra khi sang đây rồi lại trở lại được với lại cái nghề cũ, thì tôi cảm thấy đó là mình có một cái nhiệm vụ là mình phải đóng góp trở lại. Và vì mở phòng mạch ở trong cộng đồng Việt Nam, tôi được chăm sóc cho những gia đình ở Việt Nam mới qua, và tôi được họ cho biết những cái thông tin ở nước nhà, thì được biết đó là trẻ em ở bên đó đó thì cái phần sức khỏe, về phần mà dịch vụ về y tế nó bị giảm xuống, nghĩa là tệ hơn hồi xưa chứ không phải là khá hơn hồi xưa. Thành ra càng ngày bên này á, khi mà mình thấy những trẻ em bên này được một số những cái dịch vụ về y tế đó, thì mình lại cảm thấy là nó có một cái sự xa cách với lại trẻ em ở Việt Nam. Thành ra bởi vậy mình muốn đóng góp cho Việt Nam, và ngoài ra mình muốn chia sẻ một số những cái kiến thức y tế bên này để làm sao cho những cái người đồng nghiệp ở bên Việt Nam họ có thể phục vụ cho trẻ em Việt Nam mình tốt hơn. Chị, em biết là chị đi về Việt Nam hình như là một năm chị đi 2 lần. Vâng. Vào tháng 5, tháng 3. Tháng 3 và tháng 11. Mới về đấy. Dạ, chị mới về, em biết em nói chuyện với chị khá lâu chứ. Chị ơi, chị có thể chia sẻ về
một lúc nào đó mà chị gặp một cái trường hợp nào mà làm cho chị xót xa? Nó có một chuyện mà mỗi lần tôi nghĩ đến đó, thì nó làm cho tôi nghĩa là rất là mủi lòng. Thì nó là cái câu chuyện của một người phụ nữ ở tỉnh Thanh Hóa, là một cái tỉnh miền Bắc mà rất là nghèo. Thì đó là một trong những cái chuyến đầu tiên của chúng tôi đi. Chuyến đó là năm 1997. Thì chúng tôi đến vùng đó và có một ông bác sĩ về về sản phụ khoa đi với trong phái đoàn chúng tôi. Thì ông khám phá ra là bà này bị một cái ung thư của tử cung rất là lớn. Thành ra ông mới là quả quyết với bà ta là bây giờ là bà phải lên Hà Nội để mà chữa trị và dùng những cái chất phóng xạ. Thì bà cứ tần ngần, bà không nói có. Thì ông cứ tiếp tục, ông nhấn mạnh là bà phải đi, chứ không có bà không đi đó thì bà sẽ thiệt mạng, là vì cái ung thư nó sẽ lan tràn khắp nơi. Thì chị xin phép cho em hỏi là ông bác sĩ là người người mình bên Mỹ, bên Mỹ, dạ, bác sĩ bên Mỹ trong phái đoàn của chúng tôi. Dạ. Thì bái ngập ngừng xong bái nói là bái lại hỏi thêm, bái hỏi là nếu mà tôi không đi ngay bây giờ thì bao lâu nữa thì tôi mới chết. Thế thì ông mới nói là cái chuyện nó không thể nào mà nói chắc chắn được, nhưng mà cái ung thư nó sẽ càng ngày nó càng lan tràn, có thể đó là 3-4 năm nữa chăng, nhưng mà những cái giai đoạn về sau nó sẽ rất là đau đớn và bái sẽ không có làm việc được gì. Thế bà ngồi đó bái tính. Bái tính nhẩm xong bái nói là nếu mà 4 năm nữa đó thì con gái lớn của tôi nó có thể thay phiên tôi để nó buôn bán, để mà nó có thể nó nuôi gia đình được. Thành ra tôi không thể đi được. Tôi xin lỗi bác sĩ, tôi không thể đi được. Bái khẳng định bảo gia đình, nếu mà tôi đi thì gia đình có thể là tụi nhỏ nó sẽ bị đói ngay. Tại vì chỉ có tôi là người buôn bán thêm để mà mới đủ ăn thôi. Còn nếu mà còn ngoài ra đi như vậy đã sẽ tốn kém. Thành ra bởi vậy đó, cái trường hợp đó nó cứ ám ảnh tôi. Là vì đây là một người phụ nữ, họ chấp thuận kể như là một cái chết đau đớn để hy sinh cho gia đình. Thành ra cái việc này đó thì tôi thấy đó là ở những cái miền quê của mình đó thì dân chúng rất là khổ. Và những cái trường hợp đó, mà khi con em của họ mà sanh ra mà bị một cái tật nguyền gì thì bố mẹ có thể hy sinh hết tất cả và để mà lo cho đầy đủ cho em này. Và ngoài ra đó, những cái ekip của chúng tôi đó thì đến tại nơi thì chúng tôi thấy là có một số những cái dị tật bẩm sinh của trẻ em không được chữa trị, là tại vì nếu mà gia đình họ phải bỏ hết để họ không làm ruộng hay là họ không có làm những cái nghề buôn bán của họ đó thì cả gia đình sẽ chết đói. Nó không có một cái phương tiện gì của xã hội để mà nó trợ cấp cho những cái trường hợp đó. Thành ra bởi vậy đó, nhưng mà lên tỉnh đó, ví dụ như họ ở vùng quê thật xa mà họ có thể họ lên tỉnh để mà giải phẫu được, thì cái điều đó là chúng tôi đã gặp bao nhiêu trường hợp đó, là những cái phẫu thuật cho các trẻ em nó đã đem lại một cái sự thay đổi hoàn toàn của đời của các em. Có những trường hợp Thúy Vân biết là có những em bé nó tới, mà thường thường là tới như vậy đó thì bệnh viện nó chỉ cho cơm ăn cho bệnh nhân thôi. Yeah. Còn gia đình đó là phải tự lực tự sống. Thì đến đó, thì họ chỉ có một cái bao gạo nhỏ thôi. Thì họ nói là ở trong cái làng của họ đó thì họ phải chọn lựa đó là em nào sẽ đi để giải phẫu. Đây là trường hợp một em mà nó bị lác. Thành ra là vì làng nó rất là nghèo, và mỗi lần đi như vậy đó thì tất cả những cái người dân trong làng họ đóng góp cho em bé đó để mà gia đình có thể có phương tiện để mà sống trong cái thời gian mà nuôi em cho những cái ngày mà em giải phẫu, cũng như là có phương tiện để đi đường đến lên tỉnh. Thành ra bảo làng chúng tôi rất là nghèo, chỉ có thể gửi một em đi thôi. Rồi mọi người đều họp lại để không biết là chọn lựa em bé nào để cho nó đi. Thì thấy em bé này á, nó là rất ngoan, ai cũng thương nó hết. Thành ra mọi người trong làng xóm mỗi người đem một lon gạo, là vì họ quá nghèo, họ chỉ có thể là chia sẻ một lon thôi. Và họ bỏ vào trong cái bao này. Thành ra gia đình này đến chỉ có mỗi bằng ấy một cái bao gạo nhỏ nhỏ. Tuy nhiên khi mà đến rồi đó, thì
thì cái phần mà họ đã phải trang trải để đi tới đó thì chúng tôi trợ cấp cho họ, cũng như là cho giúp đỡ họ để trong cái thời gian mà họ ở bệnh viện họ nuôi con em của họ. Bao nhiêu những cái việc đó mình thấy mỗi ngày, thậm chí là chúng tôi có một chị điều dưỡng đó, mỗi một năm chị để dành hết tất cả để mà chị đi, nào vacation, nào tiền bạc để mà chị đi và chị làm việc với phái đoàn chúng tôi. Chị nói đó là cái giây phút đó mà sau khi em được mổ, chị đưa cái gương lại cho các em xem cái mặt của mình, nào là nếu mà mình bị sứt môi, hở hàm ếch, hay là mình bị lé, bị những cái vấn đề về mắt, mà cái nhìn đầu tiên đó, và trong cái gương đó, cái kinh ngạc và cái nhiều khi hơi hoảng hốt, và người này là ai đây, sao người này khác, sao người này bình thường. Cái đó là cái mà chị nghiền cái công việc đó, và mỗi một năm là chị phải cố gắng nguyên suốt năm để mà được là cái người mà nhân chứng và những cái nhìn đầu tiên của các em về những cái gương mặt của mình sau khi nó đã trở lại bình thường. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, Lâm Thúy Vân và bác sĩ Quỳnh Kiều sẽ trở lại với quý vị. Xin quý vị hãy giữ màn hình sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị.